quen nhìn Nhã Phương make up nhẹ đến lúc họa mặt đậm không nhận ra, lột xác thành người khác. Trường Giang cũng phải trụy tim khi biết vợ anh đẹp đến mức này. Bao nhiêu năm trôi qua, Nhã Phương vẫn trung thành với hình ảnh thanh lịch, thuần khiết, mong manh dễ vỡ. Không thể phủ nhận style này rất phù hợp với mỹ nhân sinh năm 1990 và khiến danh hài hàng đầu showbiz Trường Giang mê mệt say đắm tới mức quyết rước về dinh cho bằng được. Tuy nhiên mới đây Ngọc Nữ, thế hệ mới, đã có màn lột xác ấn tượng qua bàn tay của phù thủy make-up trong giới, chuyên gia trang điểm Phan Minh Lộc. Hóa ra nhan sắc Nhã Phương hoàn toàn có thể trở nên ấn tượng, mới mẻ hơn nếu thay đổi layout, chứ không chỉ dừng lại ở mức hiền diệu trong trẻo thường thấy. Ngắm nghía loạt ảnh dưới đây của bà xã, chắc chắn Trường Giang cũng phải sững sờ, xen lẫn tự hào vì có cô vợ đẹp. Chuyên gia trang điểm Phan Minh Lộc họa mặt cho Nhã Phương theo chủ đề bốn mùa, son đỏ giúp gương mặt nữ diễn viên sắc sảo và sáng bừng. Nhã Phương và lần đầu thử nghiệm môi tều trông cũng khá cá tính, với kiểu trang điểm này trông cô đã bớt hiền đôi phần. Mới là tươi trẻ, khoe được hết những đường nét thanh tú trên khuôn mặt. Nhã Phương và gương mặt hoa cỏ mùa xuân. Lần hiếm hoi Nhã Phương thử nghiệm màu son đỏ chói tại sự kiện. Người đẹp trung thành với style make-up nhẹ nhàng trong vắt.